Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi, nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu. Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu. Xin chào các bạn, mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Văn Mẹo, hôm nay mình 4 tuổi rồi đó. Trong lớp á, mình chơi thân với hai bạn lắm, cái bạn Tí với bạn Sủ. Bạn Tí ở nhà tên là Tí Chuột, còn bạn Sủ nhà tên Sủ Nhi á. Hai bạn á chơi thân với mình lắm kìa. Hôm nay á, thầy đồ nói á, thầy đồ lên trễ. Chính vì vậy mà lát thế nào hai bạn kia vô, cái mình rủ hai bạn chơi trò cô giáo học sinh. Mấy bạn biết mình đóng vai gì không? Ông vai cô giáo á trời. Mà sao bây giờ bạn Tí chưa tới nữa? Bạn Tí ơi! Bạn Tí! Oh. Bạn Tí! Tại sao đi học trễ? Tại vì bạn Tí đi khám bệnh. Tại vì bạn Tí đi khám bệnh. Cô giáo quýnh đòn một cây. Cô giáo hả? Cô giáo hả? Mình bây giờ chơi trò cô giáo học sinh, mình sẽ là cô giáo ngày hôm nay, hiểu không? Cô giáo mà mặc như bà phù thủy. Cô giáo mà mặc như bà phù thủy. Bây giờ có chơi không? Đây. Được rồi. Bạn Tí ơi. Ơi. Bây giờ làm cái gì vậy bạn Sủ bất ngờ vậy? Mình vẽ hình bằng Sủ đẹp gái đi. Trời ơi, thích mình vẽ hình bằng Sủ đẹp gái đi. Bạn Sủ mà biết được bạn Sủ bất ngờ lắm luôn á. Bất ngờ không? Bất ngờ. Vẽ đi. Vẽ đi. Vẽ đi. Vẽ cho đẹp nha. Mình sẽ vẽ bạn Sủ. Mình sẽ vẽ bạn Sủ trên đường đi học. Trên đường đi học. Xong. Sao bằng Sủ cho mình ăn guốc vậy? Lại đi, Sủ với Tí có một bất ngờ nè. Rồi, quay ra sau lưng. Tác phẩm nghệ thuật Nguyễn Thị Sủ trên đường làng. Trời ơi. Trời ơi. Không được đâu, mình phải bôi đi. Để lát thầy vô thầy chửi cha mắng mẹ mình đó. Không được đâu, mình phải bôi đi. Chứ không thầy vô thầy chửi cha mắng mẹ mình đó. Bôi liền đi, bôi liền. Rồi,
Nhân dịp ngày hôm nay cô mới lên làm cô giáo, cô sẽ tặng cho các con một vật bí mật. Vật gì vậy? Sủ ơi, vào đây lấy quà bí mật nè. Đây, đây là món quà bưng ra tặng cho bạn Tí đi nào. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giống như cô dâu về nhà chồng quá. Giống như cô dâu về nhà chồng quá. À, một đôi giày dành cho ta. Bưng đôi giày đó qua đây đi. Đây. À, một đôi giày dành cho ta. Đôi giày có đế dành cho chủ nhà, một đôi giày không đế dành cho khách mời. Và khách mời sẽ dùng cái đôi giày không đế này đi trên cái gì? Đợi đó, các bạn xem rồi sẽ thấy. Bạn Tí thích không? Thích quá đi. Thích quá đi. Rồi, bây giờ là khó khăn tiếp theo. 2, 3. Đôi giày thần kỳ này có thể dẫm lên bất cứ thứ gì trên cuộc đời này mà không sợ rách, không sợ đau. Tí, hãy thử đi nào. Mời bạn thử. Mời bạn thử. Đau á. Đào á. Trong cuộc sống này thầy có dạy. Trong cuộc sống này thầy có dạy. Vui buồn. Vui buồn. Mình ta hưởng. Mình ta hưởng. Đau khổ. Đau khổ. Mình ta cam. Mình ta cam. Hãy rờ đầu ta đi. Hãy rờ đầu ta đi. Giữ ta đi. Giữ ta đi. Co chân kia lên. Co chân kia lên. Hay quá. Sao không đau gì hết trơn hả? Nảy đi. Sao không đau gì hết trơn? Nảy, ừ, nảy đi. Rồi. Rồi té. Thầy có dạy. Thầy có dạy. Khi chúng ta tập trung. Khi chúng ta tập trung. Đau đớn sẽ xua tan. Đau đớn sẽ xua tan. Muộn phiền sẽ tan biến. Buồn phiền sẽ tan biến. Hơi đau. Hơi đau. Con đã đói bụng chưa nào? Đói lắm rồi. Đói lắm rồi. Được rồi, cô đã chuẩn bị một món ăn mà các con yêu thích nào. Các con hãy nhắm mắt lại, cô sẽ bưng đồ ăn ra nha. Con có được ăn đâu mà con nhắm mắt lại, mở mắt ra. Rồi, chui xuống bếp, bưng đồ ăn ra, mỗi đứa một tô. Rồi, đi ra, bưng cho bạn Tí ăn nào. Tí ơi, thích món này không? Thích lắm. Thích lắm. Tí ăn đi. Ăn hả? Khoan hả? Cô làm em hết hồn. Cô làm em hết hồn. Không được ăn bằng tay nha. Vô lấy đũa cho bạn ăn nào. Để cái tô ở đây đi trời ơi. Cái tô đây. Để cái tô cho người ta. Lanh quá nè. Nè. Đây đũa của bạn đây. Rồi cầm ra. Hey. 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 Hay quá. Ngắm ngắm ngắm. Giết tay lên. Giật luôn. Hey.
giơ lên. Hai. Ngon quá. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ vừa ăn vừa hát. Hay quá. Sẽ vừa ăn vừa hát. Ở bên kia bầu trời. Ở bên kia bầu trời. Ăn hết luôn, hay quá. Tính hay quá, ăn hết đi nào. Đúng rồi, hồn vô một cái luôn. Hết rồi, hết rồi. Đáng anh đi. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Thôi rồi, ta đã xa nhau. À, ăn xong rồi có mệt mỏi ẻ ỏi gì không? Mệt lắm. Mệt lắm. Có buồn ngủ không? Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ lắm. Không được. Nếu mà ngủ thì thầy đồ sẽ la mình. Chính vì vậy bây giờ mẹo có một trò chống buồn ngủ. Nào, chúng ta hãy cùng vô ghế và bắt đầu trò này nha. Rồi, bây giờ mẹo đã chuẩn bị hai sợi dây thần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cột lại. Khi mà chúng ta buồn ngủ, chúng ta sẽ giật cái chúng ta hết hồn, ta hết buồn ngủ. Tí thấy hay không nào? Hay quá đi. Hay quá đi. Số. Dạ. Lấy dây cột cho bạn Tí nào. Rồi bây giờ chúng ta hãy học bài đi nào. Thôi viết bài. Thôi viết bài. Mẹ ơi, bắt tay. Mẹ ơi. Bắt tay. Nắm tay nào, nắm tay nào. Lẹ đi, nắm tay mình nào. Mình nào, trời ơi. Hai, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ở trong cuộc sống này. Ở trong cuộc sống này chúng ta phải học hỏi nhiều điều. À, Sụ à. À, bỏ qua. Sụ, Sụ. Dạ. Ra đây nói chuyện với ta Sụ. Ra đây nói chuyện với ta Sụ. Tí hơi miệng quá, thích đứng xa nói chuyện. Thế là ai? Tí hơi miệng quá, thích đứng xa nói chuyện. Ta đã lại kế bên nè. Ta đã lại kế bên nè. Thiếu nữa ơi, thiếu nữa ơi. Ước gì có ai kéo ta vô vách. Ước gì có ai kéo ta vô vách. Thôi, ta chơi trò nhảy dây. Dây ơi, ước gì thả ra chút nữa. Dây ơi, ước gì thả ra chút nữa. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Thả đi. Dây thả rồi, ta sẽ chơi trò. Ta sẽ nhảy dây. Nhảy dây. Đó, ta sẽ múa. Trần trần trần. Ước gì dây ngắn lại thật nhanh. Ước gì dây ngắn lại thật nhanh. Kéo ta đi. Kéo ta đi. Mình cũng muốn nhảy dây nữa. Hay quá. Trời ơi dễ thương. Rồi mình muốn nhảy dây nữa. Dây ơi ngắn lại đi dây ơi. Dây ơi ngắn lại đi dây ơi. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên nữa. Mạnh lên nữa. Rồi dính dắt rồi. Tí vô chưa? Thôi đủ rồi. Thôi đủ rồi. Nhưng mà Tí hư lắm. Sao Tí hư chỗ nào? Tí xè tay ra. Đánh một cây. Tí xè tay ra. Đánh một cây. Đánh một đánh. Lẹ Tí ơi. Lẹ Tí. Rồi. Thôi bây giờ giỡn vui rồi, bây giờ mình sắp tạm xa mái trường này rồi. Mình phải vào lớp 1 rồi, có kỷ niệm gì để dành cho nhau đúng không mấy bạn ơi? Vậy mình viết lưu bút đi. Vậy mình viết lưu bút đi. Thôi bây giờ ai mà viết lưu bút nữa, sến lắm đúng không Sủ? Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Mình phải tìm cái gì mà nó hiện đại hơn đi. À Sủ biết rồi, có một thứ không bao giờ phai mờ, đó chính là dấu răng. À Sủ biết rồi, có một thứ không bao giờ phai mờ, đó chính là dấu răng. Đúng rồi. Dấu răng. Dấu răng. Gắn lên người. Gắn lên người. Ừ. Rồi cắn chỗ nào? Rồi cắn chỗ nào? Chỗ nào dư ra thì cắn. Chỗ nào dư ra thì cắn. Tí ơi, Tí còn thẻ quyền lực đó, Tí có xài không? Phan. Phan ai?
lực đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta đổi vị trí cho nhau. 2, 3. Cái gì vậy? Thôi bây giờ mình hãy lưu lại những kỷ niệm trên da thịt của mình đi nha. Thủ ơi. Thủ ơi. Thủ, hãy để lại dấu găng trên người của Tí nha. Thủ, hãy để lại dấu găng trên người của Tí. Tí ơi, nhưng mà trước hết á. Thôi lẹ đi bà. Mà trước hết á, Tí đứng cái thế nào lạ lạ đi rồi Thủ mới cắn. Tí đứng cái thế nào lạ đi Thủ mới táp. Chà, không cần đụng dưới vách tường luôn nè trời. Trời ơi. Mà anh ta chi rồi người ta hại lại vậy. Rồi Tí đứng im đi để Sủ cắn nè. Tí đứng yên đi để Sủ cắn nè. Một hàm răng đã dính trên má rồi. Đây để mình làm cho. Wow. Đây nguyên hàm răng. Trời ơi. Ủa bé tập vẽ hả mấy ba? Cái gì vậy? Cắn lưu bút kỷ niệm mà sao mà cắn kỳ vậy? Mẹ ơi, Sụ không muốn cắn chỗ này nữa, Sụ muốn cắn chân cơ. Rồi vậy cắn đi. Thôi. Cắn trên cổ đi. Cắn trên cổ đi. Cắn mạnh vô giữ lâu nha. Tí ơi, nhưng mà Tí vừa cổng Sụ được không? Vừa cổng vừa cắn hả? À. Sao cực quá vậy? Một vết đỏ lè. Không có được vẽ cái cây vẽ hoài. Mẹo ơi. Ai mà nó bẻ luôn rồi nè. Vừa lòng chưa? Mẹo ơi. Hãy cắn vào cổ đi. Tí đang cổng Sụ nè, hai chân không có chạm đất. Đang khiêu vũ nó nè. Nó hại người ta mà nó không bị y chang. Nhưng mà bên đây khỏe lắm cơ. Trời. Biểu diễn nè ha. Ôi hay. Rồi, có dấu rồi. Thôi bây giờ chúng ta đã có nhiều kỷ niệm cho nhau rồi đúng không? Dạ. Rồi sau này chúng ta lên lớp 1, chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau nha. Nhưng mà nói chung ngày hôm nay rất là vui. Thầy không biết có đến hay không, mà bạn Mẹo tự nhiên làm thầy làm cô rồi hành mình nãy giờ. Tại sao là như vậy? Tại sao mình chấp nhận vậy được? Đúng rồi. Mình phải vùng lên chứ. Ờ, quýnh như thấy bà đi. Ôi ơi, thầy ơi, đau. Trời ơi, sao mình nằm hết vậy Giang? Ủa? Mẹ đưa tôi đã. Hành hạ người ta mà nằm là sao? Cho tôi về gia đình tôi đi. Thôi sao vậy? Cảm thấy sao? Thấy Trường Giang lợi hại chưa? Em không ngờ là em bị hành dữ vậy. Chày chân rồi chày tay rồi tá lả luôn. Nhưng mà em sợ nhất là cái trò nào? Em sợ nhất là cái gạch tay á. Gạch tay đúng không? Tại vì đau quá. Nhưng mà cái đoạn mà kéo tay á, thí dụ như em vẫn có một cách xử lý khác. Tức là em chịu như vậy đi. Rồi bắt đầu em dùng chân em có thể làm được, đúng không? Phải lúc đó lúc đó đau quýu rồi. Đau quýu. Em thấy là hôm nay là vui đó. Vui mà. Thôi cho về sớm. Rồi đi ăn cơm đi. Yeah. Mọi người đói bụng rồi. Rồi ok. Mùa đông mưa sao không mang theo hơi ấm. Hạt mưa ơi sao không xóa đi nỗi đau. Còn gì đâu bao yêu thương trao nhau mấy hôm qua. Hey! Thầy ơi thầy! Hả? Trời đất ơi! Đại đệ tử hùng dũng to cao của ta đã trở về rồi. Ai đệ tử? Một lại này để đổi ơn thầy đã dạy dỗ bao nhiêu năm qua. Một lại này để đổi ơn thầy
Dây vỗ ba ba. Ý của con muốn nói là bây giờ con định xuống núi để trừ gian diệt bạo à? Xin thầy, xin thầy hãy đồng ý cho ý hãy đồng nguyện ý cho ý nguyện của đệ tử. Của đệ tử. Được, con muốn xuống núi thì con cứ xuống đi. Nhưng mà núi này cao lắm, con phải bay thì con mới xuống được. Con có biết bay không? Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Đôi với học trò. Đôi kia học trò. Bay bổng. Bay bổng. Khinh công bây giờ. Khinh công bây giờ. Là chuyện rất bình thường. Là chuyện rất bình thường. Khá lắm, vậy thì thể hiện cho ta xem tài nghệ của con đi. Bay tiếp đi con à. Đào. Đào. Cảm ơn nha. À. Không ngờ khinh công của con lại đô như vậy. Dạ. Dạ. Rất lợi hại con à. Dạ, con còn có thể ẩm bồng thầy nữa kìa. Con còn có thể ẩm bồng thầy nữa kìa. Mời thầy. Mời thầy. Làm gì thầy? Thầy có nhớ năm nào? Thầy ơi, cho đến lượt em đó. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy. Thầy có nhớ trò chơi năm nào không ạ? Thầy có nhớ trò chơi năm nào không ạ? Trò chơi gì? Nhảy lên. Nhảy lên. Nhau. Cảm ơn nhau. Ai ba. Nào, chúng ta hãy cùng nhau va chạm. Thầy ngại lắm mà con. Thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy có nhớ trò chơi năm nào? Chơi nào? Trò chơi năm nào? Một, hai, ba. Khá lắm. Và bây giờ ta muốn thử thách nội lực của con, xem nội công của nó đạt tới mức thượng thừa hay chưa. Hãy nhìn cái cây kia. Dạ. Đó là một cái cây ngàn năm. Hãy dùng nội lực của con chưởng rớt hết lá cho ta. Thưa thầy. Thưa thầy. Sao? Mục tiêu con đã thấy. Mục tiêu con đã thấy. Sợi dây bí hiểm, chỉ cần giật một cái sợi dây này là toàn bộ cái lá nó sẽ rớt xuống nha, toàn bộ cái lá sẽ rớt xuống. Yeah! Yeah! Không những con làm rụng lá mà con làm rụng luôn cả cái cây. Phải công nhận con tàn phá thiên nhiên ghê gớm. Hey. Dạ. Coi như đã vượt qua được thử thách thứ hai của ta. Dạ. Và bây giờ là thử thách tiếp theo. Dạ. Hãy dùng nội con của con dốc toàn lực của con. Con không có nội con. Nội công con à, không phải là nội con. Dạ. Con dốc hết toàn lực của con, dồn vào ngón tay trỏ của mình, dùng nó đâm xuyên qua miếng gạch này. Con có làm được không? Bằng một ngón trỏ thôi. Ngón tay trỏ là ngón này má ơi má. Dưỡng đi con.
đáng sợ. Trời ơi, đáng sợ thật. Chúc mừng con, đây là khung hình của con. Nhớ cho kỹ, chỉ bằng một ngón trỏ mà thôi. Trời ơi. Nào, giờ thì dồn toàn bộ sức mạnh của mình, một ngón thôi, chỉ thật mạnh vào phiến đá này đi. Gán lên. Một ngón trỏ thôi. Thầy ơi, thầy đi rồi, thầy đi rồi. Tao chưa có đi, mày mê tao đi lắm hả? Còn bây giờ có làm được hay không? Qua cầm tìm thầy, đau quá. Kèo thơm thầy hưởng, kèo thúi đưa con hả? Nhưng mà con thông minh lắm. Khá lắm. Hai con quả là thầy không thất vọng một tí nào. Nãy giờ giận nội công cho tụi con cũng tổn hao nguyên khí nhiều lắm. Không mấy ăn trái cây cho có vitamin ha. Trái cây đem ra đây. Papa. Thôi nghỉ đi con. Nghỉ đi nha, cứ im đó. Oppa, hãy để ta tự chọn trái. Oppa, kurosu. Yeah, Oppa, hãy để ta tự chọn trái. Ủa, ba câu nữa. Papa. Ở trên. Ở trên. Papa. Papa. Buộc phải cạp rồi. Phải công nhận bên đây ở dơ thiệt luôn. Vậy nè. Làm sao luôn á. Thôi, mời thầy cắn. Con chơi thầy à? Thầy cắn một miếng đi. Mày trưởng thành rồi, mày ghê gớm thật. Thầy đã cắn. Mời thầy cắn. Con chơi thầy à? Tao nhắc lại đi. Con chơi thầy à? Tao mời thầy cắn. Mày khá lắm, tiểu tử thúi. Ăn trái cây vậy thôi cũng xong rồi. Thôi bây giờ mấy mình uống sinh tố đi. Dạ. Dạ. Hai thằng bay đừng có cười. Trái tim ta cứng lắm. Trái tim ta cứng lắm. Thằng này khá thiệt. Thằng này khá thiệt. Nào, 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 nào. Hãy cùng say sinh tố uống nào.
Hôm nay chúng ta sẽ có món sinh tố gì đây? Ồ, đu đủ. Con à, hãy cầm đi, chút vô xây sinh tố uống. Rồi, được rồi. Con à, hãy cầm đem đi bỏ đi, nó làm thấy gớm quá. Sư phụ. Sư phụ à, sư phụ. Đây là một trái tu tú. Đây là một trái tu tú. Đầy dinh dưỡng. Đầy dinh dưỡng. Không nên bỏ lãng phí. Mày kêu tao ăn nữa à? Mày được kêu tao ăn nữa à? Dạ không. Sư phụ thà chết không ăn à. Thôi, cất cho ta đi. Thôi, cất cho ta đi. Dạ. Con bé nhìn quá đẹp, mặt như cái mâm. Cái gì đấy, cái đó đâu phải cái khăn đâu trời. Quá đẹp, mặt như cái mâm. Vừa rồi là những cái màn của như là giải trí nhẹ nhàng thôi. Dạ. Cái đó thì không thể nào gọi là võ công cái thế được. Bây giờ mới là thử thách khắc nghiệt của tụi con. Ông bà mình nói không sai, nhất đẳng quyền đai không bằng dao phai chém lén. À, con biết rồi, hung con gái của sư phụ chứ gì. Ủa cái gì kì? Con biết rồi, hung con gái của sư phụ chứ gì. Sau đó lại hôn sư phụ chứ gì. Khỏi luôn. Phần thi tiếp theo đó là phần thi tránh ám khí. Nào, xin mời hai cung nữ vào đây để gặp ta. Dạ. Dạ. Đây là năm cái triển thủ uy lực vô cùng. Hãy dùng năm cái triển thủ này phóng mạnh vào người đệ tử của ta. Nếu con né được, coi như số nó lớn. Nếu không, xui chịu. Mời hai cao thủ. Con có thù với cái nách của nó à? Đây mới là thế võ ta dạy cho con. Thân thủ của tụi con phải nói là xạo chưa từng thấy. Sao mà vô lý vậy mày? Sao nó có cái gì đâu con? Tụi bay định giết cả. Được rồi. Chúc mừng tụi con. Như vậy là môn phái của tụi ta đã chết hết rồi. Không chết không còn một mạng. Nhưng mà tụi con à, thực tế chúng ta không cần phải né phi tiêu đâu. Chúng ta có một thuật gọi là thuật ẩn thân. Đây, ta trao cho con. Khoan manh động đã. Cầm lấy.
hay quá. Hiện hình đi. Thu dách. Còn con thì sao? Ôi trời ơi, kết quả thật là bất ngờ. Hay quá, con ẩn thân hay quá. Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Bây giờ lòi chỗ nào thì quýnh chỗ đó. Cái gì vậy? Thầy chưa đi đâu tụi con à. Mặc dù rất nhiều lần tụi con âm mưu giết thầy, nhưng tụi con đừng có mơ. Ta sẽ cho tụi con xuống núi. Như người ta thường nói, trên đường hành hiệp trượng nghĩa gặp rất nhiều trắc trở, tụi con sẽ không có chỗ dung thân đâu. Ta thương lắm. Ta đã chuẩn bị cho tụi con một vật đi đường. Ha ha, cảm ơn thầy đã cho một cái mền. Không, cái giọng đây. Thầy cho con cái giọng con à. Cái mền đó của thầy. Đây, cái giọng này ta tặng tụi con. Mời con. Con khờ lắm, ra đây ta nói con nghe điều này. Thằng bé kia nãy giờ chơi ta mấy lần rồi. Ta muốn nhắc nhở con nghe một cái thôi. Con có một cái thẻ gọi là thẻ quyền lực. Thích dòng này lấy ra xài chơi ha. Nói vậy không hiểu hả? Hiểu, nhưng mà chưa thích dùng. Ơi, vì con không làm được mà bởi vì con muốn hành hạ tên kia. Mời hai người đổi vị trí cho nhau. Ngoài cái chuyện mình la á, mình có cái gì cho nó lạ không? Về đây. Thế nào cũng có một màn đập mặt xuống đất. Qua. Trời ơi. Thôi được rồi, tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng. Như vậy là sau bao nhiêu năm tầm sư học đạo, tụi con chứ vô dụng như ngày nào.
Tao quyết định không có một đứa nào mà xuống núi hết. Ở trên đây suốt đời.